Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ăn ở Hàn Quốc của mình. Hôm nay lại là một tiết mục mọc băng. Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì? Hôm nay chúng ta sẽ ăn sườn, sườn bò. Cái này là loại không có ngâm nước tương trước. Cái này là chỉ là thịt bò không thôi. Còn cái loại này nè, cái loại này là đã có ngâm một xíu nước tương với lại gia vị trong đó rồi. Dạ. Cái món này thì mình sẽ ăn kèm, thực ra thì cái món rau củ nướng á, mình ăn kèm với gì cũng được hết á. Mà mình thì hôm nay mình sẽ ăn ăn với lại hành tây với lại măng tây. Và đặc biệt hôm nay mình có mua được một ít dâu. Dâu này gọi là dâu gì ta? Dâu này gọi là dâu trắng hả? Hôm nay mình có mua được một ít dâu trắng. Đó. Đây là mình cũng sẽ ăn review cho mọi người biết nha. Nó như thế này nè. Cái hộp dâu này á, chỉ có 15 quả thôi. Có 15 trái à. Mà mình mua là 23.500. Trong đó là 3.000 tiền tắc be đó mọi người. Tiền ship á, 23.500 won cho 15 trái ra, cho 15 trái dâu này nè. Dâu này á, mình đi ngoài chợ mình không thấy bán. Kiếm trên mạng thì cũng không có thấy cái đường link nào mà để bán hết á. Nên là cái này là mình mua trên Curly Market á. Curly Market là của hệ thống Shinseki hết á. Ồ, hình như là vậy đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái này lên nha. Chảo chắc là nãy giờ nó cũng đủ nóng rồi. Hôm nay vừa ăn thì mình sẽ vừa tám chuyện trải nghiệm tắm nude trải nghiệm tắm nude ở Hàn Quốc, nhà tắm công cộng, nhà tắm hơi công cộng ở Hàn Quốc. Không biết mọi người, không biết mấy bạn qua Hàn Quốc học tập sinh sống này có kinh nghiệm đi chim siêu ăn chưa ta? Mình thì mình mới đi có 2 lần mà chắc là 2 lần rồi thôi á, chứ mình không có đi nữa đâu á, kiểu vậy. Để mình chở cái này lại nè. Cái lần đầu tiên mà mình đi nhà tắm hơi công cộng ở Hàn Quốc á, là lúc mình mới qua Hàn Quốc không được bao lâu á, là mình còn sống ở cái nhà của bà phù thủy mà mình kể hồi bữa là hai phút kiếp mà kiểu như là cô sẽ quên á. Thôi để nghe tiếng xèo xèo chẳng đã cái này. Cái lần đầu tiên mà mình đi nhà tắm hơi công cộng ở Hàn Quốc là lúc mình mới qua chắc được tuần chứ, tại vì mình ở cái nhà đó 2 tuần là mình không có muốn giao du gì tới cái bà đó nữa. Mà thì mình ở đâu tuần đầu tiên á, cái xong cái ông chồng bà mới hỏi là mày đã từng đi cái sauna chưa, tại vì ông nói cái từ chim si băng á thì mình không có biết, lúc đó mình không có nghe được á. Cái xong ông mới hỏi là mày đã đi sauna chưa, nói chưa mới qua mà đi đâu đi. Cái xong cái ông nói vậy thôi, lát nữa mày đi với vợ tao đó. Thấy đó, cũng được, thấy cũng là một kinh nghiệm, một trải nghiệm đáng để thử. Cái xong cái mình ăn sáng xong rồi cái mình về phòng mình thầu quần á, ngủ trưa chút xíu nữa, xong rồi cái tới xế chiều á, cái bà mới kêu mình đi. Chứ xong cái mình cũng không có biết là phải cần chuẩn bị những gì, tại vì mình coi phim á thì mình thấy người ta xách mấy cái rổ, người ta mấy cái rổ cái túi á mà hay đựng ở trong nhà vệ sinh á,
để đựng dầu gội, sữa tắm, bông tắm các kiểu á. Cái mình cũng mình không có mấy cái đó đâu. Ông mình có chứ, mình có tại 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 vì trước khi lúc mà mình qua mình có mua có một ít chứ, để mình xài á. Cái xong cái mình cũng sau quần mình cũng chuẩn bị mấy cái đó nha, mình chuẩn bị luôn khăn tắm rồi mình chuẩn bị luôn cái áo áo mà mình tắm xong á, cái áo áo tràng mà mình tắm xong rồi mình bận vô á. Đó. Cái là mình đi mình xách đít mình đi ra, cái bà thấy mình ủa sao ôm nhiều đồ quá. Cái bà mới kìa, bà mới coi cái túi đồ của mình. Cái bà nói cái này không cần, là khăn tắm không cần, cái áo tràng sau khi tắm xong cũng không cần, bỏ nhà rồi cái gì chỉ cần có đem bông tắm nè, bông tắm cũng được, bông tắm là sữa tắm đó, mấy cái đó thì cần đem. Cái xong cái mình đem có mấy cái đó thôi, thì mình để chung với cái rổ của bả. Cái đi bộ tới đó nha mọi người, từ nhà mình vô tới đó chắc cũng phải 20 phút á, tại vì từ nhà mình là ở cái ngã tư này, đi qua đâu 2 3 cái ngã tư nhỏ mới tới cái ngã tư lớn, thì là cái tòa nhà sauna nó nằm ở trong cái ngã tư lớn á, nó nằm ngay cái ngã tư lớn á. Thì lúc mình đi á, cái lúc mình đi cái giá của nó là người lớn là 7.000 thì phải, mùa một người á. Cái là tờ ơi, lần đầu tiên đi vô ta nói bỡ ngỡ y kiểu như là mình được quay trở về cái thời mà mình từ chui từ bụng mẹ ra vậy đó, nhưng mà lần này là mình có nhận thức được á. Vậy vậy á. Ê, nó bắt đầu chín rồi nè, để mình cắt ra đó. Cái sườn này nè, quên để giới thiệu cho mọi người ta nha. Cầm cái kéo ngược tay cái xong cái cắt cũng được. Cái sườn này là cái sườn sườn người ta bên đây người ta gọi là sườn LA hả? Sườn Long An hả? Los Angeles hay là sườn Long An gì cũng được đó. Sườn mà nó có cái miếng xương ở đây nè, miếng xương ngay đây nè, người ta gọi là sườn LA đó, sườn Long An mình hay kêu là sườn Long An. Để mình hạ lửa xuống. Em hôm nay lo chuẩn bị dâu các kiểu mà quên ấy, quên chuẩn bị tỏi với lại ớt. Mà thôi kệ đi, ăn có hành với lại cái măng tây cũng được đó. Cái xong cái là mình vô nha, cái vô á là nó sẽ phát cho mình một cái chìa khóa có cái móc, có cái vòng đeo tay nè, để mình đựng đồ á, cái tủ đựng đồ á, mấy cái locker á. Cái là ta nói nha, ngay từ chỗ locker thôi là ta nói dập dìu bướm bay, dập dìu bướm, đa số là bướm đã có tuổi đó mọi người. Bướm bay dập dìu vậy nè, ta nói trời ơi thiệt luôn á, chóng mặt luôn. Cái là cái bước đầu tiên á, mọi người hay coi thấy hay thấy ở trên phim á, là nó bận mấy cái đồ mà bộ đồ bộ á, giống như mấy cái bộ đồ bộ áo thun quần đùi á, rồi có cái khăn quấn hai cục này đó. Đó đây, đó là cái bước thứ hai rồi mọi người. Còn cái bước đầu tiên á là mình sẽ nhận cái đồ đó, mình sẽ nhận khăn tắm rồi mấy cái bận bộ đồ, nhận đồ với lại nhận cái chìa khóa nha. Xong rồi lúc mà mình vô á là mình phải thật y ra, cởi hết ra. Mà ta nói mình thì mình lạ, mình còn kiểu ngại ngùng á, còn ở trọng trọng á, trời ta nói hả nó rất là tự nhiên luôn. Ê, nó bắt đầu chín rồi nè, nó bắt đầu chín rồi nè. Cái xong là ta nói trời ơi, lúc đó cởi đồ đi với mình cũng là một cực hình nữa, kiểu trời gì vậy, kiểu mặc dù là thì ai cũng như ai, mày có gì tao có đó, nhưng mà cảm giác lạ mà mọi người đó. Cái xong là cái cởi đồ ra, thì cởi đồ ra xong rồi á, trước tiên á là mình phải tắm sơ, nó có một cái khu vực tắm sơ nha mọi người, giống như là mình đi bơi á,
Ngày xưa mình học bơi, mình đi bơi á, là trước khi vô xuống hồ bơi là mình có cái vụ khu vực mà dầu sen gì nè để mình đứng mình tắm á. Đó là ta nói nha, ở chỗ đó đi bước vô nguyên một cái phòng bự lắm mọi người, một cái phòng tắm thôi bự lắm, thì ngay bước vô cái cửa là bên phía tay trái á, là nguyên một cái dãy dầu sen để tắm hơi, thì ở đó là nó cũng lắp kiến nữa, là ta nói bướm lớn bướm nhỏ bướm già bướm trẻ gì ở đó có hết. Cái xong cái tắm xong rồi á thì mình mới được sử dụng tự do cái phòng, mà cái trong đó là chủ yếu là hồ nước nóng nha mọi người, hồ nước nóng phòng xông hơi nóng đó, thì có một cái hồ bơi bự nữa, một cái hồ bơi mà nước nóng nữa nha. Đó thì là mình tắm xong rồi thì mới mình tự do mình đi vô hồ bơi hay là mấy cái hồ nước nóng nhỏ nhỏ nhỏ, giống như mà mình hay đi cái gì ngày xưa nó có gì đó, hồ hồ cốc hả ta, mình nhớ vậy, nó có mấy cái giống như mấy cái hồ bơi nhỏ nhỏ tròn tròn đó mọi người đó. Cái xong cái ý xong từ 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 để mình nướng cái măng tây với lại hành tây. Đó cái xong cái là mình cũng tắm rửa sơ sơ, tại vì ở nhà là mình đã tắm sẵn rồi, mình không có biết nó sao á, cái mình cũng tắm sẵn rồi. Đấy, cái mình tắm sơ sơ mà tao thấy mấy người giống như Hàn Quốc á, nó quen với cái đó đó, có mấy đứa nít nó mấy đứa nít nó nít chứ thực ra là mấy đứa mà mấy 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 bé gái mà đang tuổi dậy thì á, nó rất là tự nhiên luôn. Xong rồi cái bà thả mình thì vô đó rồi mày muốn đi đâu mày đó mày đi, tại vì thì bà cũng tắm theo của bà, mình thì mình cũng khám phá theo của mình á. Cái là mình tắm xong rồi cái mình mới đi vô mấy cái phòng xông hơi nóng với lại mấy cái hồ nước nha, mà lúc đó mình đâu có chịu được nóng đâu mọi người, nóng lắm. Cái mà thấp nhất á là 45 độ hay 40 độ gì đó, rồi cái mà cao nhất là hình như 75 độ C nha hay là nhiêu á, nói chung là cao lắm. Cái xong là mình chỉ vô được cái phòng mà xông hơi ít độ nhất, thấp độ nhất với lại cái hồ bơi ít nóng nhất thôi. Cái là thì sau ta nói hả, ta nói trời ơi cái cảm giác thật là vô mốt luôn á. Cái xong cái thì mình cũng nghịch 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 các kiểu rồi ha, nhưng mà mình đặc biệt để ý một chỗ đó là càng có tuổi á, thâm niên càng cao á thì độ thâm nó cũng tăng dần theo cái số năm ha. Đó thì mình cứ nghĩ như vậy nhưng mà không nha, ngộ lắm, rất là hồng hào luôn nha mọi người, y như là kiểu như là mấy cái thẩm mỹ viện mà nó quảng cáo là bắn hồng á, làm hồng được các thứ đó. Nhưng mà không nha, ở đây người ta hồng trắng hồng tự nhiên luôn á, giống như mình nghĩ như là mấy 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 bà già ở đây nè là đi mấy cái đó thường xuyên á, cho nên là trời ơi, trắng hồng mà mịn luôn á, mịn màng luôn á nha mọi người. Mình đây mà mình không so lại bằng được mấy người đó luôn á, thiệt luôn á, mấy 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 bướm già luôn á, mấy con bướm già bay bay bay. Ôi cái xong cái mà là mình thấy kỳ kỳ rồi nha đó. Cái sao thì mình cũng nghịch xong các thứ rồi, vô hồ bơi cũng bơi luôn mà nóng quá đâu có chịu nổi. Cái đang ấy vậy đó, đang xà quần đi tới đi lui chỗ này chỗ kia, cái mày bà cũng tắm xong rồi, cái bà mới kêu lại cái chỗ cái khu vực mà nó có khu vực ngồi xổm vậy nè mọi người, ngồi xổm thì nó có mấy cái vòi nước ha, để cho mà mình tắm rửa xong cái mình giặt khăn tắm được các kiểu, với lại ở bên đây người ta có hay có cái kiểu là chà ghét trên người á mọi người, nó có cái bao tay gì nè, cái mình chà 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 mở hả tụi người đau lắm luôn á, tại vì lúc bà kêu lại là bà kêu mình làm bà kêu mình lại để bà làm cái đó cho mình á. Trời ơi bà chà cái lưng nha, bà chà thật 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 y như là giặt đồ luôn nha. Chưa đâu thì kế bên đó nha, kế bên đó ngay bên đó là nó có cái dịch vụ, có một cái người mà chuyên làm việc đứng để massage tẩy tế bào chết. Nói là tẩy tế bào chết á, là tao tao nói hả, mấy bà nó giật khách y như là giặt đồ luôn ý, chắc 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 chắc
xong lật qua, chặt 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 cái lật lại, chặt chặt. Ôi nhìn sợ luôn á. Cái trời, tao nói bả làm cho mình mà mình đau nữa. Mình phải kêu bả là hơi hơi nhẹ 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 thôi á. Mình cứ phải la làng lên là đau quá để cho bả làm nhẹ lại á. Cái bả mới kêu là làm tao làm cho mày rồi, giờ giờ mày mày làm cho tao đi, là bả kêu mình trả lương cho bả đó. À quên, hôm nay mình ăn với cái nước sốt chấm thịt này nha. Tại vì cái thịt bò này nè, mình ăn không á nó cũng được nhưng mà nó hơi bị là lạc vị á, nên là mình ăn chấm với lại cái nước chấm thịt này. Rồi mọi người ăn chung với mình nha. Mình quên lật nó nè. Nên mình lật nó lại nè. Kể tới đâu rồi tao quên rồi. À đúng rồi. Kể tới cái phần mà bà kêu mình kỳ lưng lại cho bà đúng không? Đó. Thì đó. Đó là xong chưa. Cái là mình kỳ lưng xong rồi á thì mình tắm cái phần tắm xong rồi á thì mình mới vô mình lau khô sấy tóc các kiểu, rồi mình mới lên, mình mới bận cái bộ đồ thun ở nhà đó, giống như bộ đồ thun ở nhà của Việt Nam mình đó. Thì mình mới lên trên cái phần trên á, cái lầu trên á, nó sẽ là cái xông hơi khô, ở dưới là xông hơi nước ha, xông bằng hơi nước ha, còn ở trên là nó sẽ một những cái phòng xông hơi khô. Thì trong đó cái phòng mà cao độ nhất á, mình nhớ không lầm là 110 độ nha mọi người. Nó rất là nóng, và để mà đi vô đó được, để không bị phỏng á, để không bị quá nóng và không bị phỏng á, là một người á phải chùm 3-4 cái khăn bự chà bá gì nè, giống như cái mền luôn mọi người, chùm đầu kính vậy nè. Bà kêu mình đi vô chung, thì tại vì giống như tao quen với nhiệt độ đó, cái là người ta chỉ thích vô cái phần cái nhiệt độ nóng nhất thôi á, cái phòng, một cái phòng nhưng mà rất là nhiều người. Mình ăn nha mọi người, mình sẽ chấm vô đây. Ôi nó thơm quá. Nó thơm cái mùi bò nướng đã lắm mọi người. Đó, cái là bà cũng kêu nè mày cầm thấy mấy cái á, 3-4 cái gì á, cái mình cũng cầm vô. Đó là mà làm gì mà chịu nổi. Nó nóng kinh khủng khiếp luôn mọi người ơi. Bả nha, bả ngồi tỉnh bơ, nói chung là bả chùm xong là bả ngồi ghiếc luôn á. Mình chỉ chừng chưa tới 5 phút luôn chịu không nổi, mình ao ra rồi. Cái là mình ao ra xong cái mình mới đi vô mấy cái phòng xông hơi khác. Mấy cái phòng xông hơi nhẹ hơn, nhiệt độ nhẹ hơn, nhiệt độ thấp hơn, chừng khoảng 40-50 độ gì đó. Cái là thì bắt đầu xông hơi, nói chung là cũng rất là thích luôn á mọi người. Tại vì mình cảm thấy á, nếu mà có điều kiện á thì một tuần đi chừng một lần thôi là da dẻ nó cũng trắng hồng hào lên, giống như mấy người Hàn Quốc á, mấy bà già Hàn Quốc á. Tại vì á, theo như mình thấy á, là sau khi mình đi xông hơi xong á, là ta nói nha, ở trong đó mình đi, mình bắt đầu đi là khoảng tầm khoảng 3-4 giờ chiều, 3-4 giờ chiều mình đi, mà mình ở tới lúc đó là mùa hè đúng không? Mặc dù là khi mình ra, lúc mà mình đi ra khỏi cái tòa nhà xông hơi đó thì là trời nó vẫn còn sáng, là tại vì bên đây mùa hè á, mặt trời nó lặn trễ á, là mặc dù bên ngoài trời còn sáng nha, nhưng mà gần 7-8 giờ mình mới ra, có nghĩa là mình ở trong đó khoảng 3-4 tiếng gì đó, mà nó rất là thích luôn mọi người. Sau khi mà mình tắm xong á, mình cảm thấy là da nó căng mịn thấy rõ luôn. Nếu như mà mình mà kiểu mà quen với cách mà giặt đồ á, chà mình, chà đĩa với của người Hàn Quốc á, là chắc da dẻ cũng hồng hào lắm á, mà bị cái nó đau lắm mọi người. Xong rồi nó đau thì chớ, mà ai mà không kiểu như ai mà da mỏng á, da nhạy cảm á, là ta nói có thể bị xước, bị chày xước luôn á, chứ không phải chơi đâu.
Xong rồi là đó là kinh nghiệm lần đầu tiên mình đi nhà tắm hơi Hàn Quốc, sauna Hàn Quốc, nhà tắm hơi công cộng. Lần thứ hai mình đi á, là với tụi bạn của mình, là với tụi bạn qua cùng lúc với mình rồi học cùng một cấp với mình luôn, lúc mà còn học tiếng á. Cái là hồi lúc mình thứ lần thứ hai mình đi á, là hồi Tết năm 2017. Tụi nó thì mới là lần đầu tiên thôi, nhưng mà mình là ta đây là có kinh nghiệm này đúng không. Cái xong mình không cũng không biết là tụi nó mới đầu tụi nó hẹn là đi tắm hơi, mà mình cũng không có hỏi là đi ở cái chỗ nào. Tại vì lúc đó nha, mình đi làm về tối mình đi làm về tới nhà là khoảng 11 giờ, 1 giờ hơn gì đó thì mới bắt đầu đi. Là tụi nó tính là mình tắm hơi xong là mình ngủ ở trong đó luôn á. Đó thì là tưởng gì cuối cùng là tụi nó cũng đi đúng cái chỗ mà mình đã đi rồi. Má nó nóng. Có cục xương. Bằng xương. Để cầm chỗ cục xương. Thì nữa, lúc đó mình đi á, là giá lên 8.000 đồng một người. 8.000 đồng một người. Là không có quy định thời gian nha mọi người. Ở bao lâu cũng được á. Cái là tụi bạn mình lúc đầu đi á, cũng y như mình lúc đầu đi vậy thôi. Bỡ ngỡ. Rồi xong tụi nó ngại ngùng nữa. Tụi nó ngại ngùng. Nên là tụi nó vẫn còn mặc cái quần jean. Rồi tôi nói đi vô tắm rửa xông hơi nóng các kiểu thì á, có người có bà thì kiểu như mà không 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 có gì á, chuyện ai người nữa làm á thì không không nói gì. Nhưng mà tụi mình á, mình nhớ là đang ở trong cái phòng xông hơi nóng, xông hơi bằng nước nóng, cái phòng nhiệt độ có 40 độ thôi mà cũng nóng lắm nha. Xong rồi là cái bà kế bên, nhưng mà mặc dù một cái phòng này nhưng mà nó làm bằng kính nha mọi người, nó cách nhau bằng kính nên là cái phòng kế bên nhìn có thể nhìn thấy mình. Cái làm cái phòng kế bên á, có một bà mới thấy hai đứa nó còn bận cái quần đó, cái quần này nè, nên là bỏ qua phòng, bỏ qua tụi mình phòng là tụi mình đang ấy. Bà nói không có được mặc cái đó, thì mình nghĩ là một phần cũng đúng là tại vì á, người ta quen với cái kiểu là không có gì trên người hết rồi mới đi vô tắm. Với lại theo mình nghĩ là cũng một phần là giống như là người ta nghĩ là không được vệ sinh vậy đó. Đó cái xong là thì bà nói vậy rồi xong bà đi thì tụi mình vẫn cứ tiếp tục vậy thôi. Xong rồi tới lúc mà cái phần mà quay ra mà tắm gội rồi tắm xong rồi cái mình quay ra mình lau mình sấy tóc các kiểu để mình mặc đồ mình đi lên trên cái phòng trên mình xông hơi khô á. Lúc mà đứng sấy đồ á, ai đứng đứng sấy đầu chứ quên, xấu sấy đồ. Lúc mà đứng sấy đầu á thấy tụi nó cũng kiểu như ngại ngùng lắm, mặc dù là mình thì cũng ngại á, bạn bè thì bạn bè cùng là bạn nữ nhưng mà cũng không phải là thân thiết đến nỗi mà nhìn ngắm các kiểu trong một thời gian lâu đúng không, thì mình cái cảm giác gì thôi người ở trong đó đó là nhà tắm nam riêng, nhà tắm nữ riêng, là cái phần tắm ở dưới á, xong rồi đi lên trên lầu trên mà không hơi khô á thì mới là chung chung hết luôn. Thì đó trên cái phòng à, trên cái lầu trên mà xông hơi khô á là nó có cả cái phòng lạnh nha, mình cũng không hiểu tại sao nó có cái phòng 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 lạnh y như phòng mà phòng phòng băng vậy á, giống như mình kiểu chơi nhà băng ở Việt Nam mình vậy đó. Tại vì mình thấy ủa sao tự nhiên xông hơi xong rồi nóng vậy, tự nhiên nó bay qua phòng này lạnh chi không hiểu. Thì sau đó mình mới hiểu là
cái phòng để mình kể mọi người mà 110 độ mà phải quấn ba bốn cái lớp khăn, ba bốn cái lớp quần, lớp mền nó đi vô mới được á. Thì đi vô đó nó quá nóng đi, lúc mà mình đi, lúc mà ai đi vô xong mà đi ra là tôi nói y như là vừa mới tắm xong lần nữa vậy đó. Thì có người á, người ta thích cái kiểu là lau mồ hôi hết xong rồi cái bay vô cái phòng lạnh đó để cho nó điều hòa nhiệt độ, điều hòa khí huyết gì đó. Thì mình thấy có nhiều có người làm như vậy, là mình kể mọi người nghe đó. Rồi trong trọng nó có mấy cái ghế massage nữa, nó có sẵn mấy cái ghế massage luôn, đâu 4 5 cái luôn á, rồi nguyên một cái không gian rộng lớn vậy nè để cho người ta nằm người ngủ luôn á. Rồi có cái phòng nhà ăn nữa, cái phòng bán mì khan cuốc su á, rồi bán đặc biệt là mấy cái nhà tắm hơi là đặc trưng là gì, là trứng trứng luộc với lại nước gạo mọi người đó. Mà tao nói nha, nước gạo hả, nước không mà chứ không có thấy gạo đâu, còn còn nó sao nó lợ lợ, nó không có ngon gì luôn á, mà mắc nha chứ không có rẻ đâu. Mình nhớ một cái bình nước gạo chừng khoảng bình là 1 lít thì phải, 1 lít hay hình như 1 lít đấy, mà 3.000. Còn cái trứng á thì 1.000 đồng một trứng, mình chỉ uống nước gạo thôi à, trứng mua cho mắc đúng không đó. Ăn cái phần mỡ nha, ăn cái phần mỡ nè mọi người, nó béo kinh khủng nhất luôn. Lần thứ hai mà đi với tụi bạn á thì là ngủ ngủ đêm xong rồi qua ngày hôm sau, mình nhớ là tối 30 hả ta, tối 30 hay tối mùng 1 gì đó thì mới ngủ, rồi xong qua mùng 2 hả, là sáng mùng 2 mới về. Thì á lúc đó mình cũng còn ngây thơ lắm, kiểu Hàn Quốc là sẽ không mất đồ đối với mình, kiểu mình nhẹ, mình có một cái niềm tin mãnh liệt như vậy luôn á, nên là mình ngủ á cái mình để điện thoại tỉnh bơ đi luôn. Cái xong mình chuẩn bị mình ngủ nha, các con bạn nằm kế bên nó hỏi điện thoại mày đâu, nó ở đây nè, cái nó để tao giữ cho mày, không mày không sợ mất hả. Cái lúc đó mình nói ha, nó cũng đúng, nơi công cộng mà ai biết được, mình đi ngang cái nó đá điện thoại mình sao, đúng không đó. Nên là từ đó về sau là mình không có đi nữa, là tại vì đi mình cũng không đi làm gì. Thứ hai là mình không có quen cái cảm giác, mình không có muốn quay lại cái cảm giác mà giống như xong hết tất cả mọi thứ cho mọi người cùng biết, mà những người đó lại là không phải là những người mình quen biết đó. Cái măng tây này nó ngon quá. Thơm quá mọi người ơi. Xong giờ mình phải qua ăn tới dâu nha. Trời ơi, dâu cái dâu này á nó có tên là mạnh nhân xoay tan kịt, không biết nó là cái, không biết gọi nó là dâu gì nữa, mình chỉ thấy nó cam cam hồng trắng trắng vậy nè.
Màu nhìn đẹp ghê, màu kiểu re chạy xuống nè. Hay đi dạy ăn cái đây. Tinh tinh tinh. Mình thấy là nó có vẻ chắc thịt hơn cái dâu màu đỏ nha, dâu màu đỏ bình thường á. Nó có vẻ chắc thịt hơn. Ngon á. Mình thấy nha, nó chắc thịt hơn nhưng mà nó có vẻ không được ngọt. Nó có vẻ không được ngọt như là dâu đỏ cho lắm. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà ăn dâu mà kiểu như là một là mông nó chua hơn, nó chua là chua hoặc là nó mông nó ngọt á, thì cái này nó giống như là nó ở đúng là giáp ranh luôn, nó ở mức trung bình nè. Tính ra cái này à mà chấm với muối tôm Việt Nam là đúng bài luôn á, cái vị nó vừa đúng luôn á. Là hôm nay mình đã ăn xong sườn LA, sườn Long An và dâu dâu mình không biết nói sao nữa. Nếu như mọi người thích thì hãy like, share và follow kênh của mình nha. Anh nhân.